đưa về mình vào một trường. Cô nói thôi anh ạ, nói vậy chị em với anh cũng chưa có cái gì đâu, thì thôi bây giờ cứ để cho sở họ phân công tự nhiên đi. Cô nghĩ là bây giờ anh ấy nói thương mình nhưng mà thời gian nó cũng chưa là lâu lắm, thì để mình xem là nếu anh thương thật sự thì anh cứ đi, dù xa đến mấy anh thương thật sự thì tình cảm vẫn đến với nhau được. Còn bây giờ nếu gần nhau mà anh không thương thì cũng chưa chắc đã thành. Thôi bây giờ là cứ đi vậy để thử lòng anh ấy. Ra trường rồi là cách nhau khoảng hơn 100 cây. Anh ấy đi huyện Trần Thời. Trần Văn Thời. Vâng. Còn cô thì đi huyện Nam Căn. Nhưng mà từ Trần Văn Thời đến cô thì lại quay về Cà Mau. Xong từ Cà Mau mới xuống cô. Dạ, đúng cho rồi. Nên là nó xa. Vậy là cô dùng một bài phép 2 thử. Hai năm rồi mà còn thử như thế. 2 năm còn thử. Mà thử đường xa quá ngày xưa. 100 mấy chục cây số đi rất là vất vả luôn. Đi cực khổ lắm á. Đi ghe, đi vỏ lãi này kia đó. Đi 8 tiếng mới xuống Trần Thời. 130 cây. Mà đi bằng đường thủy, đi 2 chuyến tàu chứ mà 1 chuyến đâu. Cứ khoảng tháng, 2-3 tháng gì đó. Tôi đến tôi thăm cô một lần. Cái lần ấy thì tôi mới nhìn mắt cô, tôi thấy rạo rực lắm rồi. Còn khoảng độ hơn nửa tháng nữa là tới hè thôi. Thì tới hè rồi là chúng tôi về ngoài miền Bắc. Tôi đến tôi nói với cô, sắp hè rồi em ơi. Bây giờ mình là giáo viên mà dạy ở đây mà về tới ngoài đó để nhờ gia đình làm đám cưới là khó lắm. Mà về ngoài đó chỉ có 1 tháng thôi. Muốn làm đám cưới thì phải chuẩn bị cái thứ nữa. Bây giờ nếu mà em không trả lời anh thì anh cũng chịu chết. Bây giờ không biết làm sao được nữa. Cô ấy không nói gì. Tôi mới đến tôi bị nắm hai tay. Lần đầu tiên nắm đó hả? Lần đầu tiên nắm đấy. Tôi thấy cô cũng để im, không thấy gì, nhưng mà tay run run. Mà tôi nhìn mà mặt cô, nhìn mắt thì thấy cô đỏ bừng lên. Rào được tiếp. Không thấy đẩy tay tôi ra, tôi bây giờ đưa cái tay lên tôi xoa trên cái bờ vai. Cũng không thấy phản ứng gì. Tôi nghĩ là... Cô chú có nhớ là lúc đó cô chú quen nhau từ năm bao nhiêu tuổi không ạ? Tôi và bà và cô nhà tôi học chung trong cái trường sư phạm, trung học sư phạm Minh Hải. Và chú quê đâu nhỉ? Chúng tôi quê ở Ninh Bình. Ninh Bình đó, hả? Như vậy là cô chú là cùng quê, rồi vào trong Nam là học cùng trường. Học cùng trường. Đó là năm 1978. Lúc đó là tôi 23, cô nhà tôi là 22. Trung trường. Trung trường. Không để ý nhau. Tôi thì học ở lớp B1, bí thư chi đoàn. Còn cô thì học ở lớp B4. Thì chúng tôi tổ chức nhiều cái hoạt động giao lưu giữa các cái chi đoàn với nhau. Thế là chúng tôi biết nhau. Lúc đầu á, chỉ biết cô là một cô sinh viên, có cái mái tóc rất là mượt mà, cặp mắt đen lây láy, mà cái ánh nhìn, cái lúc nhìn rất là quyến rũ. Rồi có một... đôi môi đỏ và nụ cười rất là có duyên. Dư tả mình thấy một cô gái rất là đẹp, chuẩn hoa hậu luôn á chú. Rất là đẹp luôn á. Con thấy cô đang rất là bồi hồi, cảm giác giống như là những cái lời mà chú tả và chú nói về cái quá khứ á, thì dường như là đang hiện ra trước mắt cô vậy đó. Vậy con nghĩ chắc là cái ấn tượng của cô khi mà lần đầu tiên cô gặp chú chắc là nó cũng mạnh lắm hả cô hả? Lần đầu tiên thì tập trung cả trường. Anh ấy lên anh hát bài, mẹ ngồi tự cửa ngóng chờ tin con. Lúc đấy tâm trạng mình đang nhớ nhà, mới vào thì nhớ nhà dữ lắm, thì bảo cái anh này hát hay thật, mà dáng lại cao ráo đẹp trai, thế cũng ấn tượng. Chú có nhớ bài đó không chú? Nhớ. Đầu chú hát một vài câu, tưởng tượng là ngày xưa. Ôm lại ký ức ngày xưa. Là năm 1978 thì ở trong cái khu vực Minh Hải lúc bây giờ là thiếu giáo viên. Thế là ra tuyển nước ngoài thì chúng tôi là toàn ở ngoài vào. Rất là nhớ quê hương, mà nhớ quê hương là nhớ cái làn điệu hát chèo. Bây giờ hát một khúc thôi nhá. Yeah. Từ buổi con đi vang tiếng cười xa rồi hơi bóng mẹ thương ơi, ra đi con nhớ lời mẹ dặn, nhớ những tình thương nặng sớm chiều. Trời ơi. Ngọt ngào quá trời luôn. Từ cái lời ca tiếng hát đó mà nó cảm nhận vào người mình mà mình yêu chàng trai lúc nào không biết đúng không cô? Vâng. Nhưng mà hát có lần đó lâu lắm con thấy lên hát. Rồi làm sao mà cô và chú gặp gỡ rồi có thể trò chuyện được với nhau ạ? Càng ngày cái tình bạn của chúng tôi nó càng chặt chẽ hơn.
Nhưng mà đến một cái thời đó là tự nhiên tôi thấy cứ buổi chiều tôi nhớ cô. Nhiều khi là nhớ cồn cào da diết luôn. Tôi mới nói thôi, chắc mình yêu cô rồi. Mình tự nói như thế. Dạ. Thế là tôi mới chọn một cái thời cơ là tôi cho cô biết, nói cô biết là anh thương em rồi đắp. Em cứ suy nghĩ đi, không cần phải trả lời anh gấp đâu. Khi nào em thấy mà em thương anh thì em cho anh biết. Bắn đi một thời gian, chừng khoảng độ 5-6 ngày. Hôm ấy là cô ấy hẹn tôi ra cái khu vườn nhãn, cái nói là cái trường trung học sư phạm nó có một cái khu vườn nhãn. Khu này rất là thơ mộng. Về ban đêm dưới ánh trăng mà ngồi đó hóng gió biển thổi vào thì tuyệt vời lắm. Thế là cô hẹn tôi ra ngoài đấy. Cô nói tôi này, hôm nay em mời anh ra để chúng ta cùng ngắm trăng. Và em có câu chuyện muốn nói với anh. Em cảm ơn anh, nhưng mà em cũng phải nói với anh là em không đáp ứng được cái tình yêu của anh. Bởi vì là em đã có người yêu rồi. Trời ơi. Và anh ấy là người cùng quê với em, học chung trường cấp 3 với em. Trước khi em đi vào Nam thì anh với em là có hẹn nhau là sau khi em học xong em quay trở ra thì chúng em làm đám cưới. Đau lòng. Thế bà tôi buồn lắm, bỏ ăn hết 2-3 ngày, bỏ ngủ hết mấy đêm. Lúc đó là chú trả lời với cô như thế nào? Tôi đứng im chết chân luôn, không có trả lời được. Rồi mặt ai nấy về? À, là đường ai người ấy về. Cái ngày mà chú gặp cô, chú nói là anh thương em thiệt rồi đó. Lúc đó cảm giác của cô làm sao? Mến anh ấy thì mình thấy ngưỡng mộ rồi đấy, nhưng mà mình đã có người yêu rồi, cũng yêu nhau 2 năm rồi, đi cũng hứa hẹn chờ đợi là ngày trở về. Thành ra bây giờ thì cũng chấp nhận anh được. Tôi thì tôi về tôi buồn, xong tôi nghĩ như thế này: cô này là mục tiêu, và tôi và cái người yêu của cô là hai cái đối tượng đang tiến tới cái mục tiêu đó. Cân đong đo đếm về hai đối thủ này thì tôi chắc chắn là người nặng ký hơn. Ủa sao vậy chú? Hai cái yếu tố: cự ly và cường độ. Đúng rồi. Tôi thắng, đúng không? Đúng rồi. Đó. Ở sắc bên mà. Cứ đi cường độ tôi thắng. Cái thứ hai nữa đó là nói là hai người thương nhau, xong là em vào Nam học, em học xong em ra thì anh với em cưới nhau. Tôi cho là cái mối tình này nó chưa có sâu nặng. Xa vời quá đúng không? Còn xa lắm, bởi vì như thế này này. Nếu người đó đã yêu tha thiết cô rồi, đừng hòng cho đi. Chiến lược biết địch biết ta. Tôi trăm phần thắng. Thế tôi bảo không bỏ cuộc. Tấn công. Thế là hàng ngày tôi vẫn sang tôi thăm cô á. Lâu lâu thì tặng cho cô cục xà bông thơm. Lâu lâu thì tặng cái khăn mùi xoa. Cho tới một hôm cô ấy bị sưng amidan. Cô phải đi bệnh viện tỉnh. Cách cô đi cô không cho thấy hay. Tôi nghe tôi dọc theo liền. Thời cơ. Thời cơ, đây là thời cơ tới. Tôi dọc theo liền. Tôi làm đủ việc, nào là đi mua cơm, mua cháo. Bác sĩ ra toa, tôi cầm cái toa đi mua thuốc. Cô ấy nằm đây, tôi ngồi bên, tôi lấy cái khăn tôi đắp đầu cô ấy. Bác sĩ nói, nhưng mà tôi tự làm. Cái đêm đó cô sốt cao lắm. Tôi bà tôi ngồi bên tôi đắp cho cô. Dưới một cái ánh đèn ngủ nó màu hồng, nó càng tô thêm cái vẻ đẹp của cô nữa. Tôi ngồi tôi nhìn cô mà tôi say đắm luôn. Trời ơi. Tôi mới bảo bây giờ là phải có chiêu mới được. Thế tôi bắt đầu tôi nhờ bà tôi ngáp một cái. Trong lúc nữa lại ngáp cái nữa, giống như người buồn ngủ vậy. Từ từ mắt nhắm từ từ giống như người buồn ngủ. Cái tay tôi mới để lên cái đầu gối của cô. Vô dạ. Mà tôi đã im xem cô có nhấc tay tôi ra không thì không thấy cô động đậy gì cả. Không biết là cô ngủ cô thức không biết, mà không thấy động đậy gì cả. Thế một lúc sau tôi mới thấy cô lấy cái tay của tôi nhẹ lắm ngồi dậy, xong lấy cái tay tôi đã sang bên đây. Để bên lại cho chú á. Dạ, cho bên sang bên đây. Như vậy là bắt đầu có. Chứ bắt đầu có dấu hiệu á. Cái lúc mà chú mà chăm sóc cô bệnh viện á, thì lúc chú để tay lên cái đầu gối đó cô biết không? Biết. Rồi lúc đó cô cảm nhận sao? Cũng thấy là rung động, thấy anh nhiệt tình quá. Tôi nghĩ là anh người yêu cũ ở xa quá thì có khi mình đau mình bệnh thì không có người chăm sóc. Đó, thấy chưa? Bây giờ khi mà cô nghe chú nói đó chỉ là chiến lược thôi thì cảm giác cô ra sao? Bây giờ mới biết. Còn mà tháng nữa là kết thúc năm học rồi đó, là ra trường rồi đó. Thế tôi mới lên tôi mới nói với cô là: em ơi, khi mà ra trường rồi là mỗi đứa đi một nơi thì khó lắm. Thôi hay là mình về sở đi. Đề nghị với sở là xét cho cái hoàn cảnh của mình thương nhau như vậy đó. Rồi người ta đưa về mình vào một trường. Cô nói: thôi anh ạ, nói vậy chị em với anh cũng chưa có cái gì đâu. Thì thôi bây giờ cứ để cho sở họ phân công tự nhiên đi. Cô nghĩ là bây giờ anh ấy nói thương mình, nhưng mà thời gian nó cũng chưa là lâu lắm. Thì để mình xem là nếu anh thương thật sự thì anh cứ đi, dù xa đến mấy anh thương thật sự thì tình cảm vẫn đến với nhau được. Còn bây giờ nếu gần nhau mà anh không thương thì cũng chưa chắc đã thành. Thôi bây giờ là cứ đi vậy để thử lòng anh ấy.
ra trường rồi là cách nhau khoảng hơn 100 cây. Anh ấy đi huyện Trần Thời. Trần Văn Thời. Vâng. Còn cô thì đi huyện Nam Căn. Nhưng mà từ Trần Văn Thời đến cô thì lại quay về Cà Mau. Xong từ Cà Mau mới xuống cô. Dạ, đúng cho rồi. Nên là nó xa. Vậy là cô dùng một bài phép 2 thử. 2 năm rồi mà còn thử như thế. 2 năm còn thử. Mà thử đường xa quá ngày xưa. 100 mấy chục cây số đi rất là vất vả luôn. Đi cực khổ lắm á. Đi ghe, đi vỏ lãi này kia đó. Đi 8 tiếng mới xuống Trần Thời. 130 cây. Mà đi bằng đường thủy, đi 2 chuyến tàu chứ mà 1 chuyến đâu. Cứ khoảng tháng, 2-3 tháng gì đó. Tôi đến tôi thăm cô một lần. Cái lần ấy thì tôi mới nhìn mắt cô, tôi thấy rạo rực lắm rồi. Còn khoảng độ hơn nửa tháng nữa là tới hè thôi. Thì tới hè rồi là chúng tôi về ngoài miền Bắc. Tôi đến tôi nói với cô, sắp hè rồi em ơi. Bây giờ mình là giáo viên mà dạy ở đây mà về tới ngoài đó để nhờ gia đình làm đám cưới là khó lắm. Mà về ngoài đó chỉ có 1 tháng thôi. Muốn làm đám cưới thì phải chuẩn bị cái thứ nữa. Bây giờ nếu mà em không trả lời anh thì anh cũng chịu chết. Bây giờ không biết làm sao được nữa. Cô ấy không nói gì. Tôi mới đến tôi bị nắm hai tay. Lần đầu tiên nắm đó hả? Lần đầu tiên nắm đấy. Tôi thấy cô cũng để im, không thấy gì, nhưng mà tay run run. Mà tôi nhìn mà mặt cô, nhìn mắt thì thấy cô đỏ bừng lên. Rào được tiếp. Không thấy đẩy tay tôi ra, tôi bây giờ đưa cái tay lên tôi xoa trên cái bờ vai. Cũng không thấy phản ứng gì. Tôi nghĩ là nếu mà xoa như vậy, cô sẽ từ từ cô lấy cái tay tôi xuống. À. Nhưng mà cô lại không lấy. Im luôn. Im thấy im luôn. Thời cơ tới rồi, bắt tài, tới. À, tôi ôm cô liền, Tôi thấy cô cũng không có phản ứng gì hết á. Luôn. Tôi tiếp cái nữa, Tôi mình tính đặt cái nụ hôn đầu tiên lên môi cô. Đấy là nụ hôn đầu tiên đấy. Nhưng mà khi tôi vừa định đặt thì cô né ra bên. Nên là cô mới nói tôi là đừng anh, mình để dành đi. Rồi, vậy là cắn câu rồi. Thì để dành nhá. Ngày xưa mà nụ hôn mà để dành nữa thì thật sự nó thiêng liêng ghê luôn á. Thế là từ đó là chúng tôi bắt đầu là thường nhau thật sự đó. Là không còn cách trở gì nữa. Coi như đó là một cái giống như một cái thông điệp của cô gửi đến cho chú là hai đứa mình chính thức là của nhau rồi. Để dành nụ hôn đó. Dành nụ hôn. Coi đầu tiên chú nắm bàn tay đó đó, cảm nhận cô thế nào? Bồi hồi xúc động lắm. Cái nụ hôn mà thôi anh, mình để dành đi. Con cũng đã từng nói thôi để dành đi nhưng mà không để dành được. Nó khổ rồi, cứ nghĩ rằng như vậy là tình ta ngọt ngào, cơm dạo canh ngọt rồi. Chưa nữa hả? Nhưng mà chưa nữa. Tập 3 nữa hả chú? Còn tập 3 nữa. Có vậy? Như thế này thì tôi nói là thôi về ngoài Bắc nhờ hai gia đình làm đám cưới cho mình. Tôi nói là vậy thì đến hè đó là anh sẽ sang đón em, rồi hai đứa mình cùng lên mua vé xe lửa rồi về ngoài Bắc. Nhưng mà tôi thì đã có sự cố ở nhà ngoài Bắc á, là gả đứa em gái. Thế ông bố tôi ông nói là bằng giá nào mày phải về gả em nghe. Thế là về sớm hơn 10 ngày. Bây giờ cũng không còn cách nào khác. Ông bố ông viết 2 lá thư liền nói như thế. Thế tôi viết cho cô lá thư, viết dài lắm. Thì nói là bây giờ hoàn cảnh gia đình anh ở ngoài như vậy thì anh về là anh áy náy lắm. Nhưng mà thôi em cứ cũng đông người đi thì em đi với mọi người đi. Xong là về ngoài đó thì anh 1-2 ngày là anh sẽ xuống liền. Thì gửi thư cho cô. Thế là tôi đi về. Tôi đinh ninh là cô nhận được thư như vậy rồi. Nhưng mà kỳ tình cô không nhận được thư. Cô cho tôi là bỏ cô á. Tôi về tôi xuống nhà cô á. Bước đường mà tôi đi đến nhà cô ấy, cả vấn đề nữa. Cô cho tôi một cái địa chỉ rất là mông lung rồi. À, xã Khánh Thượng, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Mà cái xã Khánh Thượng nó tới 5-6 thôn lận rộng mênh mông mà tôi đi muốn chết luôn. Thì khi mà kiếm được nhà cô rồi thì tôi từ ngoài cổng tôi nhìn thấy cô ngồi ăn cơm với cả nhà. Đang ăn cơm. Ăn cơm xong cái tôi vào. Tôi vào tôi để xe đặt cái xe đạp ngoài cái bước vào trong nhà cái thấy mất tiêu cô ấy. Không thấy trong cái mâm cơm thấy cô nữa. Rồi đứa em mới nói là anh ơi, chị Đậu đi chơi với bạn rồi ngày kia mới về. Ủa xong rồi mới ngồi đây mà. Thế mà vậy chắc có. Dành cho là trốn rồi. Có sự cố gì rồi. Thế là tôi ngồi chứ uống nước. Thế lúc sau thì cô ra, ở trong buồng cô ra. Mà ủa sao đi tới 2-3 ngày và sao giờ về rồi. Cô cứ bảo là thế anh ngồi uống nước đi. Một lúc lâu lắm. Thì cô mới nói là ở trong miền Nam thì mình tính như vậy. Ra ngoài này tính làm đám cưới như vậy. Nhưng mà bây giờ về ngoài này thì cha mẹ em chưa đồng ý anh ơi. Thì thôi mình cứ để vậy đi. Thì từ từ thì 2-3 năm nữa thì tính. Tôi không biết làm sao mà nói làm sao nữa. Là xong luôn rồi đó. Tôi về ngày mai tôi lại xuống. Tôi về tôi bảo là không vô lý như vậy được. À trong kia mình đã thống nhất như vậy rồi mà bây giờ có cái chuyện như vậy không vô lý như vậy được. Không sao thì tôi xuống là tôi biết là cô giận rồi. Giận cái vụ mà đi. Tận cái bộ mà đi không nói đó. Dạ. Tại vì cô không nhận được cái thư của tôi. Cô cho tôi là về sau này cô lên cô còn kiểm tra xem có cưới em gái không. Hay là nói dối ha? Nói dối đó. Đó. Sau khi đó thì tôi mới gặp cha mẹ vợ tôi thưa thật như thế. Thì ông mới cho phép.
Rồi khi mà cô về quê đó, cô gặp lại cái anh người yêu mà mình hứa hẹn. Người yêu cũ đó cô. Cũ hứa hẹn 2 năm mình không? Có gặp lại không cô? Có gặp lại. Cũng đến nhà chơi nữa. Thì nói thôi bây giờ điều kiện thì lúc đi thì người ta hứa 3 năm. Nhưng mà bây giờ đi không có thời gian. Mà anh thì lại con một trong gia đình. Nếu mà anh theo vào miền Nam thì không ai phụng dưỡng cha mẹ. Thôi anh kiếm cái cô nào gần gần để chăm sóc cha mẹ. Rồi anh nói sao? Anh buồn lắm. Rồi anh về hay là anh còn đeo đuổi nữa? Về. Trời, anh nó dở. Anh nó không quyết liệt. Đúng rồi, nếu mà anh nó quyết liệt như chú ở đây á thì chưa chắc là... Ngày nào cũng canh me lấy đâu người ta vô rồi. Rồi chú có gặp ông đó không? Có gặp. Gặp hả? Gặp rồi sao chú? Gặp thì chú cũng nói là... Thôi thì bây giờ chim trời cá nước. Thì tôi thì có cái tính của tôi, còn anh thì có tính của anh. Nếu mà cô nói thương anh thì anh kia tiến tới. Còn nếu cô nói thương tôi tới ạ. Nói thẳng vậy luôn. Nói thẳng vậy luôn, chứ không có giấu giếm gì. Nhưng mình biết trong lòng mình là mình sẽ thắng 70-80% rồi đó. Thì mình mới nói như vậy, còn nếu không chưa biết khác thì nói khác nữa. Không dám nói đúng không? Mình nói cái đó. Thì ông im hả? Ông có nói gì không chú? Chưa, ông buồn, ông về. Nhưng mà cái hoàn cảnh của ông đó thì không vào Nam được. Cô này ra Bắc cũng không được luôn. Nhà con một. Cô cho con hỏi là cái khoảnh khắc khi mà cô đang ngồi trong nhà ăn cơm với gia đình và cô nhìn ra cô thấy chú tới á, lúc đó là cô suy nghĩ cái gì và cảm xúc của cô như thế nào? Cô buồn từ lúc cô về. Lần đầu tiên về quê mà cũng chưa đi xa bao giờ. Đi thì thầy dẫn đi, mà lúc về thì nếu có anh ấy thì mình yên tâm. Ngày xưa là trộm cắp, mấy ngày chưa lấy được vé thì ví dụ có 2 người thì người lại trông cho người kia ngủ. Cho nên đến lúc mình ơn cô về, cô buồn lắm. Cô bảo nếu mà xuống thì rất phát là trả lời không thương nữa để đổi cho bố chứ, nhưng mà thực ra là mình đây, anh ấy xuống thì không có ra. Nhưng mà nghe anh kể là anh đi bao nhiêu thôn anh tìm cái cô tên như vậy, xong người ta bảo là cũng có cái tên như vậy nhưng mà không phải là đi miền Nam, thì đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, đường đi thì chỉ có 2-3 cây số, tại vì lúc ấy anh đang ở chỗ em, anh là chỗ nhà máy xi măng Nghệ Dưỡng, thì xuống đến xã của cô chỉ có chừng 3 cây mấy. 3 cây mấy vậy, nhưng mà anh phải đi đến 50-60 cây, anh đi xuống đường 10, anh đi qua đò rào, anh đi từng đống mẹ, xong thấy thương quá. Vậy là chắc anh cũng thương mình thật sự, hoàn cảnh thật sự đấy. Thôi chạy ra tiếp. Nhưng mà lúc đầu ra tiếp thì cũng là tiếp vậy thôi, chứ cũng chưa trả lời. Chú cho con hỏi cái này nó hơi tế nhị chút xíu. Cái lúc mà chú ơi, chú lần đầu tiên chú qua nhà của cô, xong rồi lúc đó là biết cô giận rồi. Rồi chú có sợ là thời điểm đó thì câu chuyện của cô với lại cái người cũ họ sẽ kết nối lại với nhau có, không? Có cái đó. Lúc đầu á thì tôi nghĩ là cô nhận được thư. Khi để quái nhận được thư là biết tôi về có công việc gia đình rồi, mà tại sao vẫn giận? Thì bảo thứ nhất tôi phán đoán đó, gia đình cũng làm khó, cũng có thể là cha kia quay trở lại. Nếu cha kia dài quay trở lại là tôi có chiêu nữa. Sao chú lúc đó trong đầu chú tính cái gì? Tôi tính là nếu chứ cha kia quay trở lại thì tôi sẽ gặp trực tiếp ông bà nhà tôi luôn. Nếu ông bà già luôn đúng đó. Rồi. Và cái hậu thuẫn của tôi là còn một đám em vợ nữa. Là có quân lính bao bọc xung quanh, có hậu thuẫn rất là mạnh mẽ là không lo. Bây giờ cô chú có hay đi về quê không? Bây giờ cô chú vẫn thường hay về quê. Mối quan hệ của cô chú và của chú kia có thường xuyên gặp gỡ nhau để trò chuyện không? Gặp bình thường. Bây giờ là đã trở thành những người bạn già với nhau. Ông bạn già rồi, bạn già với nhau rồi, bình thường. Sau này anh đi đại học nông nghiệp. Có nhắc lại cái ngày xưa nha. Lâu lâu có nhắc lại, có chén rượu chén chè thì cũng vẫn mà gặp nhau bình thường, vẫn đến trà. Nhắc lại mới hay đó nha. Hay quá ha. Bây giờ ngồi lại nhắc lại mới hay. Chú nhưng mà hỏi chú này chú, cái ôm đầu tiên có rồi, cái nắm tay đầu tiên có rồi, cái nụ hôn đầu tiên nó bao giờ mới có? Cái nụ hôn đầu tiên á, nói tới cái đám cưới của tôi đã Quyền Linh ơi. Đám cưới cũng chưa có nụ hôn đầu tiên luôn. Đám cưới, ngày đám cưới không có nụ hôn đầu tiên. Hai bên gia đình đồng ý rồi đó. Dạ. Cái đám cưới của tụi tôi thì vào ngay cái ngày cơn bão cấp 12. Buổi tối hôm đó là bên nhà tôi là chuẩn bị khoảng 25-30 cái xe đạp đón dâu. Đón dâu bằng xe đạp. Đón dâu bằng xe đạp. Mãi tới chiều hôm đó tôi biết là có cơn bão. Hai bên gia đình thống nhất là 6 giờ tụi tôi ở nhà tụi tôi đi đón dâu. Thì khoảng 8 giờ thì xuống cái nơi có 30-40 cây số thôi. Đón dâu xong về là làm lễ ở nhà tôi. Tính là như vậy. Sáng ra cái là bão ngày càng to, gió ngày càng lớn. Bố tôi ông nói là bây giờ ngày cưới đã định rồi, các thứ đã định hết rồi, đốt nhang bàn thờ rồi, bằng cách nào cũng phải đón dâu về. Nên là cử 4 thanh niên, với tôi nữa là 5, là đi 4-5 xe đạp, thì đón về đấy. Ra tới đường lớn thì không đi được nữa, gió lớn quá không đi được nữa. Rất may là có cái xe ô tô tải đi ngang cho tôi, là tôi mới nói là thôi bây giờ tụi tôi kẹt như vậy đó, anh chở tụi tôi qua thị xã Ninh Bình lấy bao nhiêu tiền tôi trả. Thế là nó trả đi, xuống tới nhà cô luôn.
xuống tới nhà cô rồi là nhà cô là gió nó bay hết mái. Trời ơi, trong nhà không còn một cái gì, quần áo cưới gì là ướt sạch sẽ không còn gì. Tôi mới trình bày với mẹ, với bố mẹ đến, chỉ có con bố mẹ đây, còn cái anh em là về hết, người ta về nó chống nhà đó, đúng không? Ở đấy được bốn thanh niên với tôi nữa là chở cô về, đi bằng xe đạp về đến nhà tôi là khoảng 6 giờ chiều. Nhà tôi thì nó cũng tốc, nó tốc mái, cũng tốc nhiều nhiều, trong nhà thì cũng không còn cái gì khô. Vậy là cái phòng ngủ, phòng cô dâu gì là nó ướt láng hết trơn, không ngủ nằm được. Tập trung bắt đầu là làm dọn dẹp. Dọn dẹp xong thì 3 giờ sáng, gần 3 giờ sáng rồi. Mà là không có cái đêm tân hôn luôn. Tối ngày hôm sau với là đêm tân hôn. Thì cái nụ hôn đầu tiên là tối ngày hôm sau. À, hay quá, đúng là lận đận nha. Một cái mối tình có thể nói là rất là đẹp, nhưng cũng rất là khó. Mà cũng rất là lận đận cho tới ngày đám cưới luôn. Đám cưới luôn. Đám cưới là không có bạn bè chúc tụng, mà cũng không có hàng xóm, không gì. Tủi thân dữ lắm. Về lại đi qua cái đò Hoàng Long, năn nỉ mãi người ta mới chở. Bởi vì bão gió, mà buổi chiều nó dầu gió, nó gần hết bão rồi đấy. Mà nước nó mênh mông rồi, năn nỉ lắm. Người ta mới giúp mình. Nhớ mãi cái ngày cưới, chẳng được gặp mặt bạn bè, chẳng ai chúc tụng, tới bây giờ lâu lâu cũng chạnh lòng. Tới bây giờ là cô chú được bao nhiêu người con? Bây giờ là 4 người con. Lớn nhất là bao nhiêu chú? Lớn nhất là gần như Hoa thì sinh năm 1981. Còn nhỏ nhất? Nhỏ nhất là 28 tuổi. Cũng gia đình hết rồi, có con cháu đè về hết rồi. Cô chú cưới ra được bao nhiêu năm rồi nhỉ? 40 năm. 40 năm rồi. Trong cái quá trình mà sau đám cưới đó, sinh con đẻ cái, mưu sinh tất bật rồi, cô chú có những cái mâu thuẫn nào nó lớn không? Có những cái lúc nào mà nó căng thẳng giữa hai người không ạ? Cái mâu thuẫn đó, thì cái nhỏ nhỏ thì có. Có một lần như thế này, cô ấy đi cấy. Đi cấy thì đem 23 mấy đứa lớn đi cấy. Thế tôi ở nhà thì bữa đó là tôi ở phòng giáo dục, đang ở phòng giáo dục. Thì tôi nhà tôi chuẩn bị tài liệu để ngày mai tôi họp. Thế cái thằng con trai nó ở nhà với tôi. Cái lúc bây giờ ở Cà Mau là muỗi dữ lắm Quyền Linh ơi. Dạ đúng rồi. Muỗi là như con gà mái luôn, dạ. Sao thổi đó. Như là nhà nào cũng có một cái mẻ ung. Không biết là mọi người có biết cái mẻ dạ, ung không? Con có biết mẻ ung. Dạ. Thế là để mẻ ung thì cái thằng con trai bắt đầu nó mới chạy lằng nhằng lằng. Lúc bây giờ nó mới có hơn tuổi rồi, mới đi là nó mới ngồi như vào cái mẻ ung cái. Trời ơi trời. Mà than nữa không, như là nó phồng hết lên này. Thế là cô ở trên ruộng, cô nghe vậy là cô chạy về. Cô thấy con cô vậy đó. Cô la thùng lên, cô la tôi bảo là có vậy thôi mà không, là cô giận tôi mấy ngày luôn. Giận là cái này nè, theo lẽ thì người ta nói là hễ bị bỏng ấy thì lấy muối bột hoặc là kem đắp đâu, nhưng mà nó phải vết thương nó lành. Đằng này nó cháo hết ra rồi, anh lấy một đống muối anh đổ lên, về là con nó chết lịm luôn, nó nằm nó xỉu luôn. Để cái đem ra bệnh viện ấy, người ta vừa gắp muối người ta vừa la, không biết nghe ở đâu mà làm gì, xong cái dính vào cái da cái mỡ gắp không được. Trời ơi đứt ruột luôn, thương con thật đấy. Nghe kể tôi cũng đã sợ rồi. Vậy là bây giờ anh đó là cái phần mông là thẹo không? Hết rồi, tôi có nghĩ cái gì đâu mà xa xôi chứ. Đúng thiệt không mà còn. Anh nghe anh buồn con á. Không, em đùa thôi anh ơi. Trong cái cuộc sống thì nó còn cái vất vả khó khăn nữa. Sống ở vùng sông nước mà lương bây giờ nó có 27 đồng thôi. Cái lúc mà hai đứa con đầu của tôi nó đến tuổi đến trường, lúc cái khó đi lắm. Lương thì đã không đủ ăn rồi, nhưng mà 4 tháng mới lĩnh một lần. Ủa ngày xưa vậy đó chú hả? Ừ, lúc ngày xưa là vậy, người ta gọi là lương 3 cặp 3 đồng. Thế là nghèo, không có tiền. Cô này là vừa phải dạy học mà buổi chiều đi cấy mớn, đi làm cỏ mớn, đi cuốc mướn. 5 giờ thì về nhà là tôi cũng chạy ra cuốc tiếp với cô. Tôi lúc bây giờ tôi làm ở phòng dục cũng phải đi thăm lớp dự giờ, đi họp đi hành liên tục. Thế tôi thấy tôi thương quá. Thế vợ mình ở nhà con tội nghiệp quá, đói rồi vất vả quá. Tôi nói với cô là thôi bây giờ hay là anh xin nghỉ làm hiệu trưởng đi. Anh về anh làm giáo viên đi. Thì dạy một chiều còn một chiều cùng với em để mà lo công việc gia đình. Chứ để cho mình em thì vất vả quá. Suy nghĩ ngồi cô không chịu. Nhưng mà không được. Bây giờ cái chức hiệu trưởng đó thì nó không to, nhưng mà người ta đã tin tưởng, người ta tín nhiệm anh, người ta đã giao cho anh rồi. Bây giờ anh trả người ta lại là không được. Thôi bây giờ khó khăn thì mình phải cố gắng. Một giai đoạn nữa là nó sẽ hết, chứ nó không phải khó khăn mãi như vậy đâu. Thế là cô không chịu. Đây là một cái đức độ mà tôi rất thích phục vợ tôi chỗ đó đấy. Anh thì đi suốt, lúc thì làm công tác bên đoàn, xong lại đến công tác công đoàn, rồi lại đi học các lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, đi suốt, bạn bè cũng nhiều. Thì bây giờ nếu như mà mình mà
kêu khổ sở quá, không gánh được, anh về tiếp thì coi như lại thấy thu bạn thu bè. Thôi thì cứ hy sinh cho anh ấy đi công tác. Đức tính hy sinh của người phụ nữ đó. Nhưng mà có trong cái giai đoạn mà có những cái lúc mà khó khăn cùng cực như vậy, có bao giờ cô chú nghĩ tới việc là thôi mình bỏ cái nơi này, mình đi về quê để mà sống cùng với bố mẹ? Có cái đó, có một lúc đó. Khó khăn quá. Lúc ấy các con thì nó ăn học tiền cũng vất vả mà lương bổng thì nó thấp, thế thì anh bảo thôi bây giờ xa quê. Đã thiếu thốn tình cảm mà bây giờ là ăn uống khổ kham vất vả như thế này, thôi chúng mình cùng về quê, có gì còn có cha mẹ đôi bên. Nhưng mà cô không chịu, cô nói bây giờ đi lên 9 về lên 10. Nếu đi thì nghèo khổ không ai biết, nhưng mà về thì phải đàng hoàng thì cô mới về. Khó khăn cỡ nào thì cũng phải tạo dựng nó, chỉ thời gian là nó sẽ qua, cho nên là quyết tâm trụ lại. Hay quá, con rất là ngưỡng mộ cái tính 17 cách. 17 năm bây giờ. Đấy là nhân và bây giờ là quả. Sau khi mà tụi tôi bám trụ như thế đó, cô này có làm lúa được rất nhiều lúa, cô nó có năm làm được 4 tấn lúa luôn. Một mình cô đó 11.000 mét vuông như thế này này. Người ta mới thấy cô là chăm chỉ làm lúa. Có một cái gia đình người ta để lại là 11.000 mét vuông ruộng, là người ta lấy cái đó cho lại cho chúng tôi luôn. Trời ơi. Từ cái 11.000 mét vuông đó, bây giờ cô này cô có ruộng, cô rồi là cô thích lắm. Cô làm cả đêm luôn. Mới 3 giờ sáng là ra ruộng rồi. Thế là làm được nhiều lúa lắm. Thế là từ đó mà được kinh tế lên nuôi con ăn học. Bây giờ được hết mấy đó. Đó là những cái đức tính của hy sinh của người phụ nữ. Cái cấy thì nó lại vào nghỉ hè cho nên mình làm được. Bây giờ cô chú ở đâu nhỉ? Huyện Nam Căn. Dạ, hiện nay là mình đang ở huyện Nam Căn luôn. Huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Qua một cái quá trình gọi là miệt mài để chinh phục trái tim của người phụ nữ này, chú đã đón nhận được cái hạnh phúc của mình. Và cô cũng cùng chú vượt qua những cái giông bão của cuộc sống để tạo nên hạnh phúc gia đình với 4 người con. Chúc mừng cô chú. Dạ. Chương trình có một cái món quà bí mật dành tặng riêng cho cô chú. Bây giờ thì xin mời cô chú hướng mắt lên màn hình ạ. Cha mẹ tham gia chương trình Tình Trăm Năm thì chúng con mới có cái dịp ôn lại và hiểu rõ cái truyền thống của gia đình mình. Thì lúc cha mẹ mới vào trong Nam công tác thì đồng lương quá trỗi, cuộc sống gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy khó khăn gian khổ như vậy nhưng mà cha mẹ vẫn cố gắng bám trụ, không bỏ nghề mà còn chắc chiêu dành dụm để nuôi dạy anh em chúng con học hành đến nơi đến chốn. Ai cũng có cái nghề nghiệp ổn định. Con về làm rể của cha mẹ được 20 năm, thì nay cha mẹ đã lớn tuổi rồi, cha mẹ hãy an lòng nghỉ ngơi để an dưỡng cái tuổi già. Chúng con sẽ noi theo cái gương cha mẹ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nuôi dạy các con nên người. Lúc chúng con còn nhỏ, nhà mình lúc đó còn nghèo, cha mẹ phải đi làm cỏ mướn rồi đi cấy thuê để mà nuôi 4 chúng con ăn học nên người. Khi mà học hết cấp 2, chúng con đi học xa nhà. Con học ở Bạc Liêu, em Huyền học Cà Mau, em Ngọc và em Hà thì học ở Sài Gòn. Với cái đồng lương ít ỏi thì cha mẹ phải làm thêm, phải bươn chải để dành dụm để gửi cho chúng con. Con còn nhớ một lần, con còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, thì mẹ dắt con và ẵm em Huyền đi làm ruộng. Thì mẹ chặt cây cắm ở ven bờ và dặn con ngồi đó giữ em để mẹ đi cấy. Nhưng mà vì mê chơi, con đã để em té xuống mương. Rất may, ở gần đó có người làm và phát hiện đã ẵm em lên. Lần đó mẹ đã đánh con một roi, con khóc rất nhiều. Khóc không phải là vì mẹ đánh con đau, mà là khóc vì ân hận, vì thương mẹ và vì thương em. Con mong rằng cha mẹ luôn mạnh khỏe và mãi là chỗ dựa tinh thần để cho chúng con noi theo. Con chào cha mẹ. Gia đình mình thì ít khi nào có cái thói quen là nói những cái lời yêu thương với nhau. Thì hôm nay cũng là một cái cơ hội để mà con có thể nói những cái điều mà từ lâu rồi con muốn nói với cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, lúc nào cũng được cha mẹ dạy những cái điều hay lẽ phải. Cảm ơn cha mẹ đã hy sinh cả cái tuổi trẻ để dành những cái điều tốt đẹp nhất cho chúng con, đặc biệt là mẹ. Lúc nhỏ thì con hay thắc mắc là tại sao mà mẹ của các bạn khác thì đẹp, còn mẹ của mình thì không có được đẹp như là mẹ không có mặc quần áo đẹp như người ta, hoặc là tại sao mà tay của mẹ lúc nào cũng lấm tấm những cái mổ rau. Hồi nhỏ thì con không có biết.
nhưng mà sau này lớn lên rồi thì con biết là lúc đó nhà mình rất là nghèo. Một ngày của người ta thì có thể là bắt đầu từ 6-7 giờ sáng, nhưng mà ngày của mẹ thì bắt đầu từ 2-3 giờ sáng. Mẹ thậm chí là không dám ăn ngon, không dám ăn diện hay là không dám mặc đẹp như người ta. Điều thứ hai mà con muốn nói với cha mẹ đó chính là lời xin lỗi. Con xin lỗi cha mẹ vì đã có những cái lần, có những cái quyết định mà đã làm cho cha mẹ buồn lòng. Con muốn cho mẹ biết rằng là bây giờ con đã lớn, con đã trưởng thành, cũng đã có bến đỗ của con, đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nên là mong cha mẹ hãy yên tâm. Con mong cha mẹ hãy an tâm tận hưởng tuổi già, hai ông bà hãy đi chơi nhiều hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Và cha mẹ có thật là nhiều sức khỏe để mãi là cái chỗ dựa vững chắc cho tụi con. Con yêu cha mẹ nhiều lắm. Những dòng chia sẻ từ gia đình chắc có thể đó là những cái cảm xúc rất tuyệt vời dành cho cô với chú trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Cô đã khóc. Cái điều mà chú rất mừng đó là anh em đã đoàn kết, yêu thương nhau. Con sẽ nói cái điều bất ngờ này cho cô nghe. Dạ thưa cô, đây là một lá thư được gửi về quá khứ do chính tay chú viết để dành tặng cho cô. Bây giờ con xin phép đọc nha. Gửi em, người vợ hiền yêu quý của anh. Thời gian thấm thoát trôi qua, vợ chồng mình chung sống đến nay cũng đã 40 năm rồi em nhỉ. 40 năm trong một cuộc tình chưa phải là dài, song đối với gia đình mình, đây là một khoảng thời gian được đo bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sự hy sinh cố gắng không mệt mỏi để xây dựng cuộc sống và nuôi con ăn học. Em còn nhớ không, sau ngày cưới, vợ chồng mình quay lại Cà Mau công tác, do đồng lương quá thấp, lại ở một vùng xa xôi hẻo lánh, đời sống gia đình thì lại gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai gầy của em, vất vả tần tảo, lưng em còng xuống như dấu lặng của cuộc đời. Cực khổ là thế, nhưng gia đình mình luôn đầy ắp tiếng cười, chứa chan niềm vui hạnh phúc. Thời gian cứ vậy trôi qua, đến bây giờ khi nhắc lại, anh còn chưa hết bàng hoàng. Đó là vào một đêm mùa mưa, mưa giông đã làm sập căn nhà mình đang ở. Rất may, trong đêm tối, cả bốn người đã kịp chui vào gầm giường và không ai bị thương cả. Sau đêm hôm đó, vì quá sợ hãi và hoảng loạn, hai đứa con của mình cứ ốm đau liên miên. Sau đó thì bị sốt xuất huyết, lên cơn co giật liên tục. Cứ cố vô thân, tiền hết, hai vợ chồng bồng con đến một cơ sở chữa bệnh tư nhân. Khám xong, thầy thuốc nói, cháu bị ban đen, bệnh này không chữa được. Anh chị mau bồng cháu về thay cho cháu bộ quần áo mới, kẻo không kịp. Nhìn con cứ liệm dần trên tay, nhìn nét mặt hoảng hốt, xanh như tàu lá của em, tâm can anh tan nát tơi bời. May mắn sao, chiều hôm đó nhờ lòng hảo tâm của một bác sĩ ở bệnh viện huyện mà con mình được cứu sống. Em yêu quý của anh, ngày nay gia đình mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn gian khổ, các con đã khôn lớn và trưởng thành. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh thấy mình thật may mắn có được một người vợ nhân hậu, chịu thương, chịu khó và giàu nghị lực, sẵn sàng chấp nhận lao động cực khổ để chồng không phải thua kém bạn bè và con không bị thất học. Vợ chồng mình nguyện tiếp tục yêu thương nhau, nắm tay nhau đi hết cuộc đời em nhé. Hôn em ngàn lần, chồng thân yêu của em, Trần Như Học. Cảm ơn anh, trong suốt 40 năm qua đã chăm sóc, lo lắng cho mẹ con em. Thì em mong rằng vợ chồng mình sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Anh và con thì sẽ cố gắng hết sức mình để mà lấy lại những cái mà em đã phải hy sinh trong 40 năm vừa qua để có ngày hôm nay. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô chú làm con rất là xúc động. Để mà có được hạnh phúc như cô chú thì rõ ràng cả hai người đều phải hy sinh cho nhau và phải tin tưởng nhau, phải hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Rất là cảm ơn cô chú. Chúc chú mạnh khỏe.